Và kính thưa quý vị, phần MC của chương trình ngày hôm nay, Nam Lộc và nữ quan học gia Dương Nguyên Thái. Dương Nguyệt Ánh và anh Nam Lộc xin kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, liên khúc gồm những bài hát gửi ra chiến trường qua phần trình bày của tất cả các ca sĩ thuộc Trung tâm Asia đã mở đầu cho chương trình đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay với sự góp mặt của một người khách mời cũng rất là đặc biệt, đó là chị Dương Nguyệt Ánh. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, vì lớn lên trong chiến tranh nên Ánh rất quý và thương chiến sĩ của mình, nhất là những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa năm xưa đã hy sinh cho Ánh có cơ hội tìm tự do lần thứ hai, và những chiến sĩ Hoa Kỳ bây giờ đang tiếp tục bảo vệ cho sự bình an và tự do của tất cả chúng ta. Thành ra khi mà Trung tâm Asia có nhã ý mời Nguyệt Ánh vào làm special guest cho chương trình Lá thư từ chiến trường hôm nay thì Ánh sốt sắng nhận lời ngay. Là vì thưa quý vị, Ánh nghĩ là khi mà chúng ta nhắc về chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa không phải chỉ là để tiếc thương một quá khứ hào hùng, hay là chỉ để ngậm ngùi cho thân phận của lính và vợ con lính, mà Ánh nghĩ là chương trình hôm nay còn là một cách nhắc nhở chúng ta đến cái món nợ ân tình mà tất cả chúng ta đã vay của họ ngày trước. Dù chủ nợ không đòi, nhưng tất cả chúng ta, những người tị nạn vì tự do năm xưa, không bao giờ quên, và chúng ta cố gắng tìm cách trả, dù ít dù nhiều, bằng cách này hay là bằng cách khác. Thưa quý vì và công chí vì lòng yêu nước, thương dân, bảo vệ tự do và dân chủ trên mảnh đất quê hương, cho nên các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mới chấp nhận tử sinh, thua thiệt. Có thể nói rằng trong suốt 20 năm chinh chiến thì những người lính Việt Nam Cộng Hòa là thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất. Khoác áo chiến y từ lúc tuổi đôi mươi, luôn luôn phải sống xa gia đình, miệt mài trong chiến trận, đối diện với bao hiểm nguy, sống nay, chết mai. Và cuộc đời, tâm sự của họ vì thế chỉ thực sự thể hiện qua những lá thư từ chiến trường. Vâng, thưa quý vị, đúng như vậy. Những lá thư viết cho người yêu, cho vợ con, cha mẹ, anh em, gia đình và bạn bè chính là những cái diễn tả trung thực nhất về nỗi tâm tư và nỗi lòng của người lính nơi trận tuyến. Trung tâm Asia có cái may mắn là nhận được cả trăm lá thư từ quý vị khán thính giả gửi từ trong nước ra cũng như là ở hải ngoại cho chúng tôi để làm tài liệu cho chương trình hôm nay. Có những lá thư được thu thập từ thời mà Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới thành lập, tức là hơn cả nửa thế kỷ nay rồi. Dạ vâng. Và cũng có những lá thư thì mới gửi về đây thôi, từ chiến trường Iraq và Afghanistan, mà lát nữa chúng tôi sẽ hân hạnh được chia sẻ cùng với quý vị trong chương trình hôm nay. Và nhắc đến thời điểm thành lập Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta không thể nào không nhắc đến những cái chiến dịch, có thể nói là đó là những cái cuộc chiến đấu rất oai hùng thể hiện qua các chiến dịch rất nổi tiếng như là chiến dịch Nguyễn Huệ, chiến dịch Thoại Ngọc Hầu, U Minh Hạ, chiến khu Đê, vân vân. Và trong tâm tình đó, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Anh Đi Chiến Dịch, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Bình Chương, và Các Anh Đi của Văn Phụng, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Y Phương, cùng một giọng hát lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của Trung tâm Asia, nữ ca sĩ Bích Vân.